anh chị mới vừa bước lên như chị nói vui quá. Chị nói cái bộ này mà hát biển tình hết ý luôn á. Còn mình làm lại biển tình nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Anh Tiệp cứ hỏi mấy giờ rồi. Mà các em nói 11 giờ, chết cha 11 giờ. Trên chương trình ở đây là lúc nào cũng đúng 12 giờ. Thì còn có 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Ít quá, thật sự mà nói đó, ít quá. Ban nhạc nhớ nha. Kệ cái lâu lâu mới có một lần. Lỡ nó lố là 10 phút cũng đừng ra này chị nha. Chị này thấy chị thật sự mà tưởng chị nói vậy, tưởng chị ngồi kế bên có một người đàn ông thật là ấm áp ôm chị vào lòng, ngồi bên là con gái không hơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta trước khi hát bài Biển Tình thì Thanh Tuyền chia sẻ với tất cả quý vị tại sao có bài hát này. Là bài hát này năm 1966, lúc đó nhạc sĩ Lâm Phương đi ra Nha Trang và Thanh Tuyền đi cái đoàn hát chung là Đại Nhạc Hội. Lúc đó 66 thì Thanh Tuyền có 18, 19 tuổi, đúng là 19 tuổi. Thì tại ở Nha Trang, Thanh Tuyền đi với một người ca sĩ mà Thanh Tuyền không có dám nói tên, sống để bụng chết mang theo thôi. Thì bài hát đó là ảnh viết cho một người ca sĩ rất là nổi tiếng thời bấy giờ ở biển Nha Trang. Và Thanh Tuyền là giống như đi đàn em mà một đêm khuya thì Thanh Tuyền ngồi ở bãi biển Nha Trang để chờ hai người tâm sự ở biển Nha Trang. Và sau đó thì Thanh Tuyền và chương trình Tất Cả Mình Về Sài Gòn, thưa quý vị, chỉ một tuần sau thôi thì nhạc sĩ Lâm Phương đem bài hát này tới nói anh vừa mới đặt bản nhạc Biển Tình. Và bản nhạc tôi hồi xưa hay, quý vị hồi xưa còn nhớ hay in cái bản nhạc mà có hình ảnh, thì cái bài Biển Tình đăng hình Thanh Tuyền viết. Nhưng mà thật sự khi mà ảnh đưa nhà phát hành xuất bản lúc đó là bài bản nhạc Biển Tình, người ta cứ nghĩ là ảnh viết cho Thanh Tuyền, nhưng không phải. Thanh Tuyền ảnh viết cho một người ca sĩ đó. Và có 7 ngày sau cái bài nhạc đó thì nó bán rất là chạy. Cho nên đó cũng là một bài hát, một trong những mối tình của nhạc sĩ Lâm Phương. Mời tất cả quý vị nghe nhạc phẩm Biển Tình. Sống lỡ sao, bồ chàng theo từng làn gió đưa.
phải thật kềm xuống, sao nhiều khi hứng quá hát là bậy luôn. Tại vì Thanh Tuyền có cái bệnh nhiều khi lên sân khấu nó điên quá vậy. Nhưng nhiều khi không, nếu mình không có có kèm á, nhiều khi muốn hát bản nghiện miệng hát ra, nhiều khi hát với chú kỳ lắm. Có một bản nữa, nhiều bản lắm, thôi quý vị, quý vị nhắc tôi thử coi bài nào thế nào. Ôi sao bây giờ cái gì cũng làm hết, nhớ tới đâu là làm hết. Chuyện buồn ngày xuân không đừng buồn nữa. Hả? Bây giờ làm hết luôn, từ từ. Tại vì nhiều bài quá, nếu mình suy nghĩ bài nào mình thuộc chắc nhất hát để khỏi bị bể gì á, để một lần quý vị còn tha thứ được, bể nhiều lần thì kỳ lắm. Bây giờ mình Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn à? Đà Lạt Hoàng Hôn. Bánh này bánh ruột rồi. Quý vị nghe, cùng nghe lại Đà Lạt Hoàng Hôn nha. Rồi tí nữa rồi từ từ. Thank you.
Thanh Tuyền là người Đà Nẵng mà gốc Huế, ba Thanh Tuyền người Quảng.
đẻ Thanh Tuyền tại Đà Lạt, Thanh Tuyền vào Sài Gòn sống với người Bắc, giờ Thanh Tuyền không biết quê miền nào hết. Nhiều quê lắm. Nói tới Đà Nẵng thì Thanh Tuyền như là rất là nhớ má. Bây giờ bắt đầu là nổi hứng lên nữa rồi đó. Xin quý vị cho Thanh Tuyền hát bài này, mặc dù là những thế nào nhưng mà cho Thanh Tuyền được phép hát cho Thanh Tuyền, tại vì năm 1000 Thanh Tuyền rời quê hương năm 78, rồi sau đó 1995 Thanh Tuyền về Việt Nam thọ tang mẹ, cho tới bây giờ Thanh Tuyền không phải nói là Thanh Tuyền sám hối rất là bất hiếu và rất là nhớ mẹ. Và tại vì chị nói quê Đà Nẵng cho nên Thanh Tuyền xin phép quý vị cho Thanh Tuyền hát bài này. Dù như thế nào Thanh Tuyền cũng phải hát để cho Thanh Tuyền lắng đọng lại vài phút để nhớ người mẹ của mình. Tại vì bà mẹ của Thanh Tuyền rất là thích bài Rồi 20 năm sau. Bà nói tao nghe mẹ hát nhiều bài lắm mà tao chỉ thích mà Mai, Thanh Tuyền tên Mai, mẹ má chỉ thích con hát cái bản Rồi 20 năm sau thôi. Thanh Tuyền cứ nhớ hoài, ám ảnh hoài. Thì xin hát quý vị Thanh Tuyền hát để cho Thanh Tuyền nhớ lại người mẹ quê hương ở Đà Nẵng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị thấy không có tập, không có gì hết. Nhưng mà mình trong cái không gian như thế này, quý vị tới đây là Thanh Tuyền biết quý vị là thương Thanh Tuyền lắm rồi. Cho nên Thanh Tuyền coi như là giống như một cái tình thương với nhau rồi, cho nên Thanh Tuyền không có cái gì. Thanh Tuyền nó giống như trong gia đình rồi, cho nên Thanh Tuyền không có làm cái gì mà chuẩn bị hay là gì hết á. Cho nên cái bài này Xoan Thứ. Lần sau tôi về tóc nó ra như chút xíu nha. Thấy vậy không muốn đi tu, không muốn đi hát như vậy.
Tên bơ vơ Hà Tiên là tên cháu nội. Hà Tiên. Nhớ cháu nội luôn hả? Hà Tiên. Phải hát lại đi chừng nào. Nhắc tới tự nhiên nhớ Hà Tiên quá. Năm nay Hà Tiên 13 tuổi rồi quý vị. Lẹ ghê quý vị. Ở đây có ai nghe quê Hà Tiên quý vị? Đâu có đâu. Quê Sài Gòn không à? Tình nói trước nha, tại vì yêu cầu bất ngờ tiền có quên thì tới nói thì thôi nha. Thăm biển mơ
giác đó không? Có. Cảm ơn bạn nhà. Cần Thơ Bảo Lộc đi. Đâu có bài nào Bảo Lộc đâu. Thấy ai đặt nhiều tỉnh không chứ có bài hát là Bảo Lộc đó. Rất là mừng hôm nay Thanh Tuyền gặp rất là nhiều ngoài những khán giả yêu thương Thanh Tuyền và những các bạn, các anh chị bỏ tất cả thời giờ để mà tới đây với Thanh Tuyền. Thời giờ của tất cả quý vị rất là quý, nhưng mà Thanh Tuyền rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả các anh chị đã lúc nào cũng thương Thanh Tuyền. Đó là một cái động lực mà Thanh Tuyền còn được đứng trên sân khấu. Thanh Tuyền, quý vị thấy không? Đôi khi Thanh Tuyền thấy nhiều quá rồi, đi nhiều quá rồi. Mình thấy rồi không biết là ngày mai mình có được hát không? Mới cười hôm nay, ngày mai là biến mất à. Nó lẹ lắm. Quý vị có đồng ý không? Nó lẹ lắm, cho nên bây giờ cứ mỗi một giây phút cái mình ráng làm sao mà thôi, tất cả gì cũng đừng có mang trong người nó nặng lắm. Giờ buông bỏ bớt đi cho nó nhẹ. Cho nên giờ Thanh Tuyền cũng cảm ơn và cũng chia sẻ tất cả quý vị Thanh Tuyền thấy. Bây giờ Thanh Tuyền đã được buông nó rất là nhiều. Không còn cầu mong gì hết, chỉ cầu mong những cái giây phút được gặp quý vị hát cho quý vị nghe. Đó là một cái phước lớn này. Cho nên Thanh Tuyền ước mong là tất cả quý vị gặp ngày hôm nay cho Thanh Tuyền là một người bạn, là người thân, cũng như là người thân của tất cả quý vị. Chúng ta không còn có xa cách giống như ngày xưa, khó mà gặp ca sĩ hay là nhìn ca sĩ thế này thế nọ. Thanh Tuyền bây giờ rất là chỉ mong muốn được một cái tình cảm đó. Và cảm ơn những người bạn đã cho Thanh Tuyền những cái tình cảm bất ngờ. Bằng cớ là quý vị em tới đây tự nhiên có một cái sao chuỗi em đấy. Sướng vô cùng quý vị. Tại vì Thanh Tuyền nói bây giờ là thật sự không có muốn là sống có gì nữa đâu. Nữ trang đối với tất cả Thanh Tuyền đều nát thiên, không có gì quan trọng hết. Nhưng mà bữa nay quý vị thấy không, ráng tu chắc là mình cũng ráng tu được. Bữa nay tự nhiên đi hát được sáu chuỗi này, tả ghê quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn rất là nhiều. Chắc sáu chuỗi này nhưng mà lạ lắm nha. Mình quý vậy nhưng mà thở cái hơi cái tích có người lột liền à. Nên đôi mình cứ đeo vậy. Còn thêm cái gì nữa kìa. Thằng bà không con ở đâu vậy con? Mình giúp hả con? Con nghe cô hát từ lúc nào? Nó có 5 tuổi nghe rồi. Con tên gì? Gia Hy mà tưởng là Gia Huy. Gia Hy hả con? Gia Hy mà nói lái lại là Hy Giai. Con thích cô hát bài gì? Cô cha. Con mới 5 tuổi mà con ngừng trả lại gì mà sớm vậy con? 5 tuổi mà con tình yêu trả lại trong 6. Lúc đó con nghe tại sao con biết bài hát này? Sau này con nghe thôi, lúc đầu mà con nghe cô hát là cô hát bài Tình Thiên Thu của cô ở ASEAN 50. Lấy dưa bông rồi ASEAN 51 rồi Thương Gì Mình Đức Lạnh là 52. Chốt vậy. Tình yêu trả lại chăng sao con nghe lúc mới nghe luôn. Con nghe trên mạng vậy tức là con yêu rồi phải không? Con biết yêu rồi phải không? Hả? Không có cái nhạc trẻ không? Toàn là cái nhạc vàng rồi, bolero rồi không? Con biết hát không? Thử anh con. Tôi nhớ hoài một chiều dần chuyện ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu đẹp như sứ thơ, xa cách tôi còn nhớ. Nhớ khi muôn đời nước trời biển mơ
xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa, như vẫn vương ai trên bên ngày xa vắng năm tháng còn ngần ngờ. Cảm ơn con rất là nhiều. Cũng là một trong những tiếp hát tiếp nối đó. Con gái tiếp tục nghe cho thật nhiều. Con hy vọng rằng một vài năm sau con gặp lại con sẽ hát nó hay hơn. Mà nếu con chịu khó tối nào cứ nghe Thanh Tuyền không là con. Ok con, cảm ơn con. Giờ cảm ơn món quà của con. Bản tình yêu trả lại trong sau cô không có chuẩn bị. Nhưng mà cô có một cái ơn trên cho mình lạ lắm. Hãy nói tới là bắt đầu nó làm những cuộn cuộn trong ấy đó. Giờ cô ráng cô hát. Nếu mà nửa chừng cô quên thì con nhắc nha. Con ơi, bây giờ thí dụ bản này cô sợ nó không hết. Nhưng mà nếu mà không lấy cô hát. Ok, hát lại nha. Thôi hết rồi người đã xa. Thôi xin đừng thương hại người ơi. Ôi đừng thương hại người.
sướng quá, hát có mấy anh chị ngồi dưới thương quá đi. Cái gì nghe chán chưa quý vị? Chưa chán hả? Chưa nhẹ. Con gái thiên quyết thôi. Em phải xin lỗi quý vị, anh Tuyền còn thiếu nợ bà chị yêu cầu cái bài này. Mà bài này chị yêu bài này suốt đời. Mà em thiếu nợ chị, mà lần nào hát em cứ hẹn hoài. Bản này xoan thứ nhất tương lai. Hát làm sao mà cho đúng ý.
đêm nào lần nào cũng tặng băm hết, tặng riết mà tóc bạc hết trơn hết trơn. Cảm ơn em gái rất là nhiều. Quý vị cũng những người khách, người khán giả mà không thể nào quên được.